được thành lập từ năm 1991, Wilma International có trụ sở chính đặt tại Singapore, là tập đoàn hàng đầu châu Á về kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp. Wilma International được xếp trong danh sách những doanh nghiệp có vốn hóa thị trường lớn nhất tại sở chứng khoán Singapore. Các hoạt động kinh doanh của tập đoàn bao gồm trồng cây dầu cọ, ép hạt lấy dầu, tinh luyện dầu ăn, sản xuất và tinh luyện mía đường, sản xuất và chế biến sản phẩm tiêu dùng, chất béo chuyên dùng, sản phẩm hóa dầu, dầu diesel sinh học, phân bón, bột mì và gạo. Campuchia, Lào và Việt Nam, gọi tắt là CLV, là ba quốc gia trọng điểm được Wilma International tập trung phát triển. Ngày nay, Wilma CLV là tập đoàn hàng đầu trong khu vực với 4 mảng kinh doanh chính: thực phẩm, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, sản phẩm hóa dầu và hệ thống phân phối chuyên nghiệp. Tầm nhìn của chúng tôi là nâng cao sức khỏe và sự hài lòng của khách hàng và người tiêu dùng thông qua việc liên tục nâng cao giá trị sản phẩm. Dầu ăn và chất béo. Công ty trách nhiệm hữu hạn dầu thực vật cá nhân Calofix là công ty dẫn đầu trong ngành công nghiệp sản xuất và chế biến dầu thực vật. Calofix là liên doanh giữa Wilma International và Tổng công ty dầu thực vật Việt Nam Cocarimex. Hiện nay, Calofix là nhà sản xuất dầu thực vật lớn nhất trong khu vực với mục tiêu kinh doanh tập trung vào các vấn đề an toàn thực phẩm, sản phẩm chất lượng và hiệu quả chi phí thông qua sản xuất tích hợp. Dầu gạo có thể được xem là loại dầu ăn tốt nhất cho sức khỏe trên thế giới nhờ điểm bốc khói cao và giàu dưỡng chất. Người Nhật đã sản xuất và sử dụng dầu gạo từ nhiều năm nay và thật tự hào khi nay loại dầu ăn cao cấp này được sản xuất tại Việt Nam. Cảm ơn Simply. Bột mì. Công ty trách nhiệm hữu hạn xây lúa mì Việt Nam VFM nổi tiếng với bột bánh mì chìa khóa đỏ và chất lượng ổn định vượt trội. Hoạt động sản xuất bột mì của Wilma tại Việt Nam chính là sự hợp tác với tập đoàn FFM Berhad, nhà sản xuất bột mì lớn nhất Malaysia. VFM có lợi thế cạnh tranh nổi bật so với các công ty khác trong ngành nhờ chất lượng ổn định vượt trội và chuyên môn cao về kỹ thuật. สบายดีข้าพเจ้าประสือว่านางแสงดาวเป็นเจ้าของธุรกิจขนม SBS Bakery อยู่ที่ประเทศลาวข้าพเจ้ารู้สึกภาคภูมิใจและดีใจหลายที่ได้มารู้จักวิธีและการนำไส้แป้งกระแจและข้าพเจ้าได้นำไส้มาแล้วและก็รู้สึกว่าแป้งกระแจมีคุณภาพสูงเฮ็ดให้ขนมนี้งามและผลตอบรับของลูกค้าก็ดีขึ้นและก็ง่ายต่อการควบคุมสูตรและให้ธุรกิจของข้าพเจ้าขยายขึ้นไปเรื่อยๆและยอดขายก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆและข้าพเจ้าคิดว่าจะใส่แป้งกระแจนี้ตลอดไปจะบ่เปลี่ยนไปใส่แป้งอื่นเด็ดขาดขอขอบใจถึกฝำเจ๊บิ้งตึงงูก๊กกรมที่จัดเตรียมหูห่างเมซาน CLV MCC tận dụng nguồn nguyên liệu thô tiết kiệm chi phí để mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng và thuận tiện. MCC là công ty liên doanh giữa tập đoàn Wilma International và tập đoàn FFM Berhad trong lĩnh vực chế biến thực phẩm tiêu dùng. Với dây chuyền sản xuất hiện đại, MCC sản xuất đa dạng các loại sản phẩm bột trộn sẵn, mì ống, nuôi để đáp ứng tốt nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng đối với các loại thực phẩm tiện lợi và an toàn cho sức khỏe. Nước chấm và gia vị. Công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm quốc tế Nam Dương NDFC sở hữu một trong những thương hiệu nước chấm truyền thống nổi tiếng nhất tại Việt Nam. NDFC là liên doanh giữa Wilma International và Sài Gòn Co-op, chuỗi siêu thị lớn nhất Việt Nam. Được thành lập từ năm 1951, Nam Dương luôn giữ vững vị trí dẫn đầu trong ngành nhờ công thức bí truyền và sản phẩm mang đậm hương vị truyền thống. Các sản phẩm của Nam Dương bao gồm nước tương, tương ớt và đa dạng các loại nước chấm, gia vị phổ biến khác. Gạo. Công ty trách nhiệm hữu hạn gạo VinFast Wilma VWRC hiện đại hóa sản xuất lúa gạo trong khu vực. Công ty trách nhiệm hữu hạn gạo VinFast Wilma VWRC là liên doanh giữa Wilma International và công ty đầu tư VinFast, một trong những nhà xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Với tiêu chuẩn sản xuất và quản lý chuỗi cung ứng cao hơn, VWRC cung cấp sản phẩm chất lượng cho thị trường trong nước cũng như thị trường xuất khẩu nước ngoài. Bả đậu nành. Công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh nông sản Việt Nam VAL là nhà máy ép dầu đậu nành lớn nhất Việt Nam. VAL là kết quả liên doanh ba bên giữa Bunge trị USA, tập đoàn thực phẩm và kinh doanh nông sản hàng đầu thế giới, Wilma International và Quang Dũng, nhà phân phối bả đậu nành hàng đầu Việt Nam và cũng là nhà sở hữu phần lớn Greenfit, công ty lớn trong lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam. Cám gạo. Wilma Agro là công ty tiên phong trong lĩnh vực sản xuất dầu gạo và cám gạo chích ly. Wilma Agro có hoạt động nhà máy chích ly dầu cám gạo lớn nhất trong khu vực. Từ cám gạo, Wilma Agro sản xuất các sản phẩm giá trị gia tăng, dầu gạo, gạo chất dinh dưỡng,
cũng như các nguyên liệu chất lượng cao sử dụng cho ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi. Sản phẩm hóa dầu Wilma CLV là nhà cung cấp lớn nhất các sản phẩm hóa dầu trong khu vực. Sản phẩm hóa dầu là một hướng mới và cốt lõi của Wilma CLV. Chúng tôi nỗ lực đem đến những dịch vụ tốt hơn và những sản phẩm chất lượng với giá cả cạnh tranh nhất cho khách hàng trong khu vực. Hệ thống phân phối Wilma Marketing CLV là một trong số những nhà phân phối thực phẩm chuyên nghiệp lớn nhất. Với tính quy mô về kinh tế, hệ thống quản lý IT tiên tiến và dịch vụ kỹ thuật tại cơ sở, Wilma Marketing CLV có thể đem đến dịch vụ hiệu quả và tiết kiệm chi phí cho khách hàng các kênh bán lẻ, Horeca, cơ sở làm bánh và sản xuất thực phẩm. Hoạt động vì cộng đồng của Wilma CLV. Wilma CLV cũng là một trong những tập đoàn tiên phong về các hoạt động xã hội hướng tới cộng đồng, với nhiều đóng góp, nhiều chương trình có ý nghĩa để lại dấu ấn tốt đẹp, như chương trình khám và tư vấn sức khỏe miễn phí, hội thảo dinh dưỡng về sức khỏe và an toàn thực phẩm, lớp đào tạo thực hành dinh dưỡng miễn phí cho trẻ em, chương trình khám tim mạch miễn phí của Simly rất hữu ích cho những chị em nội trợ như tôi. Chỉ mất khoảng 30 phút mà tôi vừa khám sức khỏe tim mạch rất kỹ, được biết là thêm nhiều kiến thức góp phần sức khỏe cho tim mạch của gia đình. Cảm ơn Simly, hy vọng là chương trình sẽ được mở rộng là hơn trong tương lai. Bắt đầu hoạt động kinh doanh từ năm 1997, Wilma CLV đã trải qua hơn 20 năm. Với những nỗ lực và cống hiến của toàn thể nhân viên cũng như sự hỗ trợ không ngừng từ tập đoàn, Wilma CLV đã phát triển trở thành tập đoàn thực phẩm, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, sản phẩm hóa dầu và hệ thống phân phối hàng đầu trong khu vực. Hướng đến tương lai, Wilma CLV mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành từ toàn thể quý vị để giữ vững đà phát triển, đem đến những sản phẩm có giá trị tốt nhất cho người tiêu dùng cũng như khách hàng.